Alo, chào Huyền nhé, đây là anh sẽ trình bày phương án này nhé. Trước hết là mình sẽ tập trung vào cái khu vực trung tâm đi. Vực trung tâm của chúng ta thì nó đây, như chúng ta vẽ trên bản đồ đây. Nó là gì? Nó có chiều dài 145 m, chiều rộng là một bên nó cái hình thang lại là 25 m và một phía là 87 m, đúng không? Thì ở đây là mỗi một cây hàng cách hàng cây cách cây là 2 m. Như vậy là đây là chúng ta đã vẽ được lên như này. Thì cái khu vực này ấy, chúng ta gọi là vườn 1 và vườn 2. Thì vườn 1 là có 1.500 cây tùng và 70 cây bưởi. Vườn 2 đấy, vườn 2 của vườn 1 là có 1.570 cây các loại. Thì ở đây thì anh đã bố trí là có ba cái bể 5 khối, đúng không? Ba bể 5 khối đặt ở giữa khu vườn. Thì sau đó chúng ta sẽ đi các cái ống 42, đúng không? Tức là tại sao bể này, đây là gọi là người ta gọi là bể thứ cấp. Thì chúng ta sẽ bơm từ cái bể ngầm, bể chìm đấy của khu vực trung tâm ở cạnh cái bể bể tròn này, bể cá tròn này. Hay là bể bơi tròn đấy, bơm vào khu vực bể, đúng không? Đi ống 42 này men theo khu vực, men theo đường này, men theo đường ven vào khu vực ba cái bể 5 khối này, đúng không nào? Đấy, vào khu vực ba bể 5 khối này. Thì sau đó từ cái bể 5 khối, từ cái ba cái bể này chúng ta sẽ chia cách ống 42 đi men theo cái con đường này, đấy, đi men theo cái bờ ruộng thứ nhất. Đây này. Đi men theo cái bờ cách giữa hai khu vườn 1 và 2. Và một mặt là men theo giữa đường với lại cái khu vườn số 2, khu vườn số 1. Từ cái ống 42 này chúng ta sẽ đi chia ra. Đúng không? Chia ra ở giữa này. Đấy. Chia ra ở giữa này là một cái đường ống 42 nữa. À đây, thôi, bộ ống 42 đi rồi thì chúng ta sẽ chia ra các cái đường ống 27. Đúng không? Tức là ống PV ống mềm đấy, ống loại ống nhựa mềm đấy. Là chúng ta đi là ống 27 mềm. Sau đó từ ống 27 này chúng ta đưa ra các cái đầu phun 8 tia vào từng gốc cây. Mỗi gốc cây khoảng 2 đầu phun. Đấy. Và chúng ta điều khiển hệ thống tưới sao cho cứ mỗi 1 giờ hoặc là cứ mỗi 1 nửa tiếng thì chúng ta sẽ bơm tưới khoảng độ 400 đầu. Đúng không? 400 đầu đối với một bể 5 khối, đúng không nào? Và như vậy là ba bể là chúng ta sẽ bơm được, chúng ta sẽ tưới được là 1.200 cây, đúng không nào? Trong khi cái bể này là có, trong cái khu vực vườn A và vườn B, vườn A và vườn B là có tổng cộng là 1.270 cây. Như vậy chúng ta chỉ cần mất 2 đợt tưới, mỗi đợt cách nhau 30 phút là chúng ta tưới đầy hết cả khu vực vườn bưởi cũng như là khu vực vườn 1 và vườn 2, đúng không? Cả hai khu vực vườn đó, đúng không nào? Ok, đấy là khu vực thứ nhất. Khu vực thứ hai thì ở đây chúng ta ghi là vườn 3, vườn 4, vườn 5, vườn 6 và vườn 7. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có bố trí là hai cái bể, đúng không? Hai cái bể 5 khối. Và chúng ta cũng bơm từ bể bơm thứ cấp lên đây, à từ bể bơm chính lên đây. Sau đó là bơm từ bể bơm thứ cấp này, gồm hai bể 5 khối này bơm cho 7 khu vườn kia. Đúng không nào? Cho 7 khu vườn kia. Cho 1 2 3 4 5 5 khu vườn này, đúng không? Chúng ta sẽ chia thành hai lần bơm. Lần bơm thứ nhất là vườn 3 và vườn 4, lần bơm thứ hai là vườn 5, 6, 7. Mỗi lần cách nhau 5 tiếng, à cách nhau 1 tiếng. Thì như vậy là chúng ta sẽ tưới đủ cho vườn 3 là 150 là đi 600 600 1000 1340. Như vậy thì chúng ta cứ tưới chia thành 3 lần đi, mỗi lần cách nhau 1 tiếng đi. Và mỗi lần chúng ta sẽ tưới là đi là
bao nhiêu 500 đầu, đúng không? 500 đầu tưới đấy cho tất cả các khu vực này, đúng không? Thế còn đối với cái khu vực mà gọi là cái bờ mương này thì chúng ta sẽ cho ba cái bể, đúng không? hai cái bể 4 khối 5 khối ra giữa khu vực này. Đấy, tất nhiên là chúng ta làm thế nào đây để che cái khu vực này lại, đúng không? Che nó lại hoặc là bảo vệ nó để tránh các cái hiện tượng ăn cắp ăn trộm, đúng không? Máy bơm vân vân. Chúng ta có thể làm cái nhà nhỏ bằng khung thép hoặc là hàng rào như thế nào đấy để tránh ăn trộm ăn cắp. Thì xong từ cái này thì chúng ta sẽ bơm, chúng ta chia thành 2 đường, đúng không? Để 2 đường đi chìm này, có thể là ống 27, đúng không? Ống mềm 27 đấy. Để chúng ta sau đó từ ống mềm 27 chúng ta sẽ đi chia lên các cái gốc cây, đúng không nào? Và tất cả cái ống mềm này được đi men theo các cái bờ kè, và chúng ta sẽ sử dụng các cái gong để bắt chặt cái ống 27 vào trong bờ kè, tránh cái hiện tượng ăn trộm ăn cắp đó. Thì ở đây thì mình tính rằng là nó có khoảng độ mấy trăm cây đấy. Đây là mỗi một cây cách nhau là bao nhiêu, cái khu vực này nó đếm được, đếm được số cây nữa. Ví dụ như đây nha, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Cứ cho là đến 30 cây đi, 30 chỗ này là khoảng độ 40 đi, 40 cây, 50 cây, khoảng 200 cây đi. 200 cây thì 2 bể là chúng ta sẽ chia thành, thực ra là chỉ cần 1 bể thôi, 1 bể là chúng ta có thể tưới đủ 200 cây này, đúng không? Chúng ta sẽ chia thành 4 van, 2 van thôi, 2 van hoặc là 4 van đi. Mỗi một van sẽ tưới 50 cây, đúng không? Và tưới là cách nhau khoảng nửa tiếng, đúng không nào? Thì là tưới hết cái khu vực này với một bể, đúng không? Đấy, đã để là như vậy. Ok, vậy đấy là phương án của mình nhé. Thế thì Huyền có thể xem là tình hình như nào để chúng ta có thể báo giá về mặt vật tư cũng như nhân công. Đấy. Về mặt nhân công chi tiết thì chúng ta sẽ phải lên báo giá một lần nữa. Đấy, thực ra dự án thì trông có vẻ lớn nhưng mà nó chỉ đắt ở cái tiền vật tư thôi. Tiền nhân công thì khả năng là sẽ cũng không đáng mấy. Nếu mà thi công cái này thì chắc là mất 1 tuần là sẽ xong với khoảng 3 đến 5 nhân công, đúng không ạ? Ok, thế nhá, thì Huyền cứ xem xét nhá.